Hiện nay, nông dân huyện Đức Hòa đang thu hoạch rộ vụ đậu phộng Đông Xuân 2022-2023. Vụ đậu này đang được mùa, được giá nên nông dân rất phấn khởi. Rộn đậu nhà ông Châu Giang Vũ, ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Làm Hạ đang cho thu hoạch. Vụ này gia đình ông trồng khoảng 2 hecta, trong đó đã thu hoạch trên 1 2 diện tích, năng suất trung bình khoảng 3,5 tấn 1 hecta. Thời tiết rất thuận lợi, một năm đó, một năm tôi làm có vụ lời được chi phí là lời được bảy chục triệu trên mẫu đó nhờ có cái máy suốt này tôi mới lời được bảy chục triệu còn hổ máy suốt này thì chi phí chắc còn năm chục rồi Vụ đầu phòng đông xuân 2022-2023, nước Hòa xuống giống trên 100 hecta tập trung ở các xã Lộc Giang, An Ninh Tây, An Ninh Đông, Tân Mỹ, Đức Lập Hạ và Hiệp Hòa. Hiện nay, nông dân đã thu hoạch khoảng 2 phần 3 diện tích, giá đậu phộng khô hiện giao động từ 26.000 đến 30.000 đồng một ký. hầu hết nông dân đều phấn khởi do năng suất cao, được giá nên có lợi nhuận.